Kính chào quý vị, Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng quý vị để đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những thông tin chính sẽ có trong chương trình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, theo nguồn tin mà chúng tôi mới nhận được, đập đất tại một hồ chứa nhỏ ở tỉnh Quảng Tây đã bị vỡ sau nhiều ngày mưa lớn và đây có thể là khảo nghiệm cho 94.000 con đập lâu năm ở Trung Quốc hiện nay. Nằm ở huyện Dương Sóc và được nhiều người biết đến vì cảnh quan núi Đá Vôi thần tiên, con đập nói trên đã bị vỡ vào khoảng trưa qua, khiến các con đường, vườn cây ăn quả và đồng ruộng từ làng, xã Tử Khê đều ngập trong nước. Trả lời phóng viên Reuters, ông Lu Qianwan, 81 tuổi, một người dân làng ở xã Tử Khê cho biết, tôi chưa từng chứng kiến trận lũ lụt nào như thế. Được biết, nhiều thập kỷ trước, ông Lu đã tham gia xây dựng con đập này. Trước đây, nước sông chưa từng dâng cao đến thế và con đập này cũng chưa bao giờ bị vỡ, ông Lu nói. Được hoàn thành vào năm 1965, con đập ở làng Tử Khê đã được làm bằng đất đầm nén và được thiết kế để trữ được 195.000 mét khối nước, tương đương trữ lượng nước trong 78 bể bơi theo chuẩn Olympic và đáp ứng nhu cầu tưới tiêu của những người nông dân làng Tử Khê. Trong một chuyến khảo sát gần đây, phóng viên Reuters đã chứng kiến chiều dài của con đập khoảng 100 mét, phần lớn đã biến mất. Con đập này từng được gia cố 25 năm trước, theo một thành viên của đoàn khảo sát. Nước lũ đã vượt qua con đập và sau đó con đập này đã bị vỡ và sụp đổ. Dân làng Tử Khê cho biết đã có 938 người thiệt mạng và bị thương trong vụ vỡ đập này. Tuy nhiên, theo Reuters, vụ việc nói trên là dấu hiệu cho thấy những trận mưa bão lớn hoàn toàn có khả năng khiến các hồ chứa nước quá tải, đặc biệt là thiết kế hệ thống đập không đủ khả năng chống chịu và việc gia cố đập được làm theo cách chắp vá. Đây cũng là lời cảnh báo về nguy cơ xảy ra thảm họa ở những khu vực vùng trũng và đồng bằng canh tác, nơi hiện tập trung nhiều người dân sinh sống hơn thời điểm những đập nước này được xây dựng. Các nhóm môi trường cho biết hiện tượng biến đổi khí hậu đang khiến những trận mưa ngày càng xuất hiện dày đặc hơn, với lượng mưa cụm nước lớn hơn trước. Theo chính phủ Trung Quốc, những trận lũ lớn có thể châm cho những tình huống thiên nga đen bất ngờ, cùng với đó là những hậu quả khủng khiếp. Vào thập niên 1950 và 1960, hàng ngàn con đập đã được xây dựng để khắc phục tình trạng hạn hán tại Trung Quốc. Khi đó còn là một quốc gia có phần lớn diện tích đất phục vụ nông nghiệp. Theo dữ liệu năm 2006 của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong giai đoạn từ năm 1954 đến năm 2005, các con đê tại 3.486 hồ chứa nước đã bị vỡ do chất lượng không đạt chuẩn và quản lý yếu kém. Do đó, Reuters đã đặt ra nghi vấn về nguyên nhân thật sự khiến con đập đất đầm nén ở làng này bị vỡ. Liệu đó là do mưa lũ lịch sử hay tràn xả lũ của con đập bị tắc nghẽn do bùn đất, hay chính bản thân thiết kế của con đập này đã có vấn đề từ trước? Cơ quan quản lý thủy lợi, địa phương và chính quyền huyện Dương Sóc đã từ chối đưa ra bình luận về vấn đề này, theo Reuters. Tại Quảng Tây, Tây Nam Trung Quốc, lượng mưa và nhiệt độ trung bình trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2018 đều cao hơn đáng kể so với 29 năm trước đó. Theo số liệu của chính phủ Trung Quốc, do ông David Sharman, nhà địa lý học của trường đại học Alabama, nghiên cứu về lũ lụt tại Trung Quốc, chính các hiện tượng thời tiết cực đoan đã khiến các con đập của Trung Quốc gặp nguy. Tuy nhiên, một con đập cần có khả năng chống chịu các hiện tượng thời tiết cực đoan, dù các hiện tượng đó trở thành điều bình thường mới. Và khi mưa lũ đi qua, chất lượng của con đập này phải còn nguyên vẹn nếu như nó được thiết kế và xây dựng đúng cách, ông Sharman nói. Theo thông tin của trạm quan trắc hồ chứa Shakjisi, con đập cao 151,2m được xây dựng để đối phó với kịch bản tồi tệ nhất được dự kiến xảy ra trong vòng 200 năm, đó là khi mực nước có thể tăng lên 149,48. Tuy nhiên, tháng trước hồ chứa này đã quá tải. Tháng trước, huyện Dương Sóc đã chứng kiến lượng mưa trong vòng 3 giờ đồng hồ, nhiều hơn lượng mưa trong vòng 2 tháng cộng lại. Trong khi đó, tại một con đập khác ở chi lưu sông Dương Tử, mực nước đã dâng cao nhanh đến mức báo động, khiến giới chức địa phương buộc phải cho nổ một phần đê tại con đập này để giải tỏa áp lực nước. Thảm họa vỡ đập tồi tệ nhất trong lịch sử Trung Quốc là vụ vỡ đập Bản Kiều trên sông Hoàng Hà. Con đập này đã hoàn thành vào năm 1952 với sự hỗ trợ của các chuyên gia Liên Xô và đã bị vỡ vào năm 1975, khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Theo số liệu được chính phủ Trung Quốc công bố vào hai thập kỷ sau khi vụ việc này xảy ra. Tại một cuộc họp báo gần đây, ông Ye Yanchun, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết ông tin rằng các dự án kiểm soát lũ lụt trên các sông chính của nước này hoàn toàn có khả năng xử lý các trận lũ lớn nhất lịch sử. Tính từ thời điểm nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập,
Tuy nhiên, đối với các con đập được xây dựng trên những con sông nhỏ hơn, ông Ye vẫn cảnh báo rằng tình trạng mưa lũ có thể vượt quá khả năng chống chịu của những con đập này và gây ra những tình huống thiên nga đen. Nhận thức được nguy cơ nói trên, chính quyền các địa phương đã tiến hành gia cố các con đập cũ và tăng cường kiểm tra. Họ cũng lên kế hoạch xây dựng thêm các đập mới để tăng cường khả năng trữ nước. Tuy nhiên, theo ông Benjamin Houghton, giám đốc tạp chí Earth Observatory NASA tại Singapore, cho rằng trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, việc nên làm là thuận theo hệ sinh thái thay vì cố gắng kiểm soát môi trường bằng cách xây thêm đập. Kính thưa quý khán giả, trong một diễn biến khác có liên quan, sông Trường Giang hay còn gọi là sông Dương Tử ở Trung Quốc đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi rác thải và xác chết sau trận lũ. Thượng nguồn đập Tam Hiệp là con sông Trường Giang, con sông lớn nhất được coi là mang lại nguồn năng lượng thân thiện với môi trường. Nhưng hiện giờ, nó đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi những đảo rác nổi khổng lồ lênh bềnh trên sông Dương Tử do nước lũ trong thời gian qua ở Trung Quốc. Rác đã lấp kín một phần lớn mặt sông và các cửa đập thủy điện được xây dựng cùng với trị giá 250 triệu đô la và mức 100 triệu đô la để duy trì đang gặp nguy hiểm. Rác xác chết của động vật chất đầy trên mặt sông đến nỗi mọi người có thể đứng trên đó. Các loại chim côn trùng thi nhau đến tàn phá, xâu xé, một cảnh tượng oan hồn đến với đất nước tỷ dân. Hiện tại Trung Quốc đang đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường rộng lớn sau mưa axit và các con sông ô nhiễm nặng nề trong vài tháng qua. Con số thương vong về dịch bệnh từ sự ô nhiễm môi trường hiện tại là hàng chục ngàn người và con số đang gia tăng. Các ngành công nghiệp bùng nổ nhanh chóng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường lớn nhất tại Trung Quốc. Mưa lớn và lũ lụt trong thời gian qua đã cuốn rác chảy qua sông Dương Tử và ứ lại đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, tình trạng đảo rác nổi lênh bềnh không chỉ có đập Tam Hiệp mà còn trải rộng các con sông khác của Trung Quốc. Một cây cầu ở đường Bắc thành phố Bà Sơn, tỉnh Cát Lâm đã bị một hòn đảo rác với diện tích khoảng 15.000m2 tấn công, khiến nước không thể lưu thông. Chính quyền thành phố Bà Sơn đang chạy đua với thời gian để làm sạch rác ở đây vì những gì họ lo ngại là những đợt lũ đã sập cây cầu. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng làm sạch đường thủy ở gần biên giới Triều Tiên, nhưng công việc này phải mất mấy tháng vì lượng rác quá lớn. Một nhân viên cứu hộ cho biết họ đã vớt được 400.000 xác chết chất lên xe tải rác, nhưng vẫn còn một số lượng lớn khoảng 200 xe tải nữa chưa được vớt lên. Không những có rác thải làm cho bầu không khí trên không thể thở nổi, Trung Quốc còn bị ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng do chất thải công nghiệp. Một nửa số sông ngòi hồ nước ở Trung Quốc đang ở mức ô nhiễm nghiêm trọng, không thể thích hợp cho con người sử dụng. Nguyên nhân được cho là do các công ty xí nghiệp xả thẳng nước thải công nghiệp chưa qua xử lý ra sông, người dân biến sông hồ thành bãi rác công cộng. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng năng lượng của Trung Quốc tăng đồng nghĩa với tỷ lệ sự cố tràn dầu, ô nhiễm khí ga tăng cũng góp phần gây ra ô nhiễm. Ở tỉnh Chiết Giang trong năm nay, chỉ có một đêm mà nước sông Tần Mỹ Châu bỗng dưng trở thành màu đỏ quạch như máu. Cứ tưởng đây là một vụ cắt cổ tự sát tập thể của đồng bào nhà cá, khiến cả dòng sông gợn màu máu tươi. Thế nhưng hóa ra đây chỉ là sản phẩm của bụi bặm rác thải chất đầy hai bên bờ sông. Chuyển sang tỉnh Sơn Đông, cảnh tượng từ dòng nước ngập trong rác rưởi, rêu phong bẩn thỉu là chuyện không hiếm gặp, thậm chí tình trạng ô nhiễm nặng tới mức hơn một nửa nguồn nước ngầm ở phía Bắc Trung Quốc đã bị nhiễm bẩn nghiêm trọng. Có nơi không còn có thể sử dụng để tắm, điều này cũng có nghĩa là chẳng có cái giếng ngầm nào ở khu vực này là an toàn cho người sử dụng. Nước sạch trở nên vô cùng khan hiếm. Tại tỉnh Hà Nam, dòng sông ngập trong ô nhiễm có màu giống như tiết canh được cho là nguyên nhân dẫn đến lượng gia tăng cực lớn của những làng ung thư. Nguyên nhân có thể xác định từ những nhà máy trong khu vực đã thi nhau xả nước bừa bãi, gây nhiễm độc nguồn nước sinh hoạt không còn quá hiếm. Chuyện các mặt nước sông hồ tại Hồ Bắc phủ đầy rêu tảo, gần như sông hồ ở đây có màu xanh lá cây của các loại thực vật, nước không hề thấy một chút dù chỉ lấp ló sự trong lành của làn nước. Ngoài ra, nhiều lúc còn có các nàng cá chết vơi bụng trắng xóa cả mặt nước. Người dân tại tỉnh An Huy cũng đã quá quen với việc nước đặc quánh phủ màu xanh gì của rêu. Đa số rác thải có thể tìm thấy trên nguồn nước, trong khi phần lớn số nước đó sẽ được sử dụng để làm tuyết nhân tạo trong Thế vận hội mùa đông Olympic tổ chức ở Bắc Kinh trong năm 2022. Sự ô nhiễm nặng nề thế này có thể đem đến cả một mùa tuyết có màu xanh lá cây. Mức độ ô nhiễm nguồn nước ở thành phố Đan Giang Khẩu Hà Bắc đã dâng cao lên đến 20 lần so với mức độ an toàn được quy định bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thành phố Thượng Hải xinh đẹp cũng không nằm trong danh sách những nơi có nguồn nước kinh khủng nhất thế giới.
năm nay có tới hơn 2.000 con lợn chết được phát hiện đang trôi nổi trên một con sông ở Thượng Hải. Người dân tỉnh Trùng Khánh cũng như truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng phản đối, buộc các nhà chức trách phải hành động, khắc phục nguồn nước siêu ô nhiễm tại khu vực này. Con người không thể sử dụng số nước quá sức ô nhiễm như vậy. Chính quyền Trung Quốc dự định sẽ chi khoảng 850 tỷ đô la Mỹ trong vòng 10 năm tới để đối phó với tình trạng ô nhiễm quá nặng trong những nguồn nước tại quốc gia này. Vừa qua, một luật mới của Trung Quốc có tên Luật Bảo vệ Sông Dương Tử, con sông dài nhất Trung Quốc và cũng là dài nhất châu Á, chính thức có hiệu lực. Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền Trung Quốc sau nhiều năm đánh giá các tác động đến mức báo động đỏ của quá trình phát triển công nghiệp tới hệ sinh thái lưu vực sông. Số liệu thống kê cho thấy, lượng rác đổ xuống sông Dương Tử chiếm khoảng gần 50% tổng lượng rác thải toàn Trung Quốc. Trên bờ, các vùng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp, ô nhiễm tới mức nguy hiểm. Dưới sông, chất lượng nước xuống cấp, nhiều loài cá biến mất, tình hình được xem là nguy cấp, đòi hỏi một cách tiếp cận tổng thể để giải quyết gốc rễ các vấn đề của khu vực này. Khu vực vành đai kinh tế sông Dương Tử nối liền 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh, chiếm 40% dân số và đóng góp hơn 40% GDP toàn Trung Quốc. Những năm qua, Trung Quốc đã bắt đầu nghiên cứu mối quan hệ giữa bảo vệ hệ sinh thái sông Dương Tử, kết hợp phát triển kinh tế bền vững vùng lưu vực sông. Trong 9 chương của luật mới, với một chương cụ thể về phát triển kinh tế xanh, thúc đẩy các địa phương trong khu vực vành đai sông, thực hiện điều chỉnh cơ cấu công nghiệp hướng đến phát triển bền vững hơn. Giáo sư Wang Kanfa, Đại học Khoa học Chính trị và Pháp luật Trung Quốc cho rằng, chính quyền cấp tỉnh nên lập kế hoạch các hành động cụ thể để bảo vệ, kiểm soát môi trường. Chính quyền các cấp cần có trách nhiệm chỉ rõ những hoạt động kinh tế nào có thể hoặc không thể làm ở những vị trí cụ thể. Việc cụ thể hóa như vậy sẽ khiến luật dễ triển khai trong thực tế hơn, công luận cũng dễ giám sát hơn. Điều luật mới cũng ngăn cấm các hành động khai thác trên sông, áp dụng hình phạt cứng rắn hơn với các hành vi gây nguy hại cho môi trường lưu vực sông. Lấy ví dụ khai thác cát và đánh cá đã bị cấm trên tất cả các tuyến đường thủy tự nhiên của sông Dương Tử. Trước đó, Trung Quốc cũng đã chính thức thực thi lệnh cấm đánh bắt cá 10 năm tại các khu vực chủ chốt của sông Dương Tử, ngăn chặn tình trạng khai thác kiệt quệ nguồn tài nguyên trên sông. Khu vực vành đai kinh tế sông Dương Tử bao gồm cả đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất thế giới, gấp hơn 40% GDP cho Trung Quốc. Số liệu đã cho thấy tầm quan trọng của khu vực với an ninh lương thực và năng lượng nước này, nhưng những ưu điểm kinh tế cũng là những yếu điểm về môi trường, hệ sinh thái lưu vực sông Dương Tử đi xuống trầm trọng những năm qua, dẫn theo nhiều hệ lụy khác. Ô nhiễm công nghiệp dẫn đến tình trạng căng thẳng về nước. Sự ô nhiễm công nghiệp được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng căng thẳng về nước ở khu vực địa phương lưu vực sông Dương Tử, đặc biệt là vùng hạ nguồn. Báo cáo cho thấy, 6 trên 12 tỉnh thuộc vành đai kinh tế sông Dương Tử, 1/3 dân số Trung Quốc gặp phải căng thẳng về nước. Nước rất nhiều, nhưng một phần đáng kể bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp và chất thải hoặc xử lý chất ô nhiễm kém. Hậu quả dù ở gần sông nhưng nước cần cho nông nghiệp và công nghiệp dịch vụ vẫn khan hiếm, trong đó bao gồm những khu vực kinh tế lớn như Thượng Hải, Hồ Bắc. Ước tính nguồn nước uống hơn của nửa tỷ người sống trong khu vực kinh tế sông Dương Tử đã bị ảnh hưởng bởi tình trạng ô nhiễm. Ô nhiễm nước sông cũng đe dọa chất lượng phù sa, nước ngầm và đất đai trong khu vực, phổ biến là tình trạng đất nhiễm nặng chất thải công nghiệp dẫn đến lo ngại về an ninh lương thực. Các con sông vốn được ví như những động mạch của thế giới, nhưng những năm gần đây tình trạng ô nhiễm cạn kiệt tại nhiều hệ thống sông ngòi đã được các nhà khoa học cảnh báo. Theo các nhà khoa học của Tổ chức Quốc tế và Bảo tồn Thiên nhiên WWF, các công trình trên sông và trong khu vực sông của con người đang bóp nghẹt 75% các con sông dài nhất thế giới. Chỉ còn khoảng 37% trong số 242 con sông dài nhất thế giới còn duy trì dòng chảy tự do. Khoảng 50% các con sông bị xuống cấp nghiêm trọng do chịu tác động từ hoạt động của con người. Hậu quả thì cũng sẽ là những tác động trực tiếp đến đời sống con người như thiếu nước ngọt, nhiễm mặn ở hạ lưu, đất đai khô cằn, mất khả năng canh tác. Một đạo luật bảo vệ sông như cách Trung Quốc vừa làm có thể không còn là sớm, nhưng ít ra cũng được thực hiện trước khi quá muộn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận được những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của chương trình.